Chào mừng mọi người đã đến với Sĩ Thanh Channel. Trước khi xem clip, mọi người đừng quên subscribe kênh YouTube của Sĩ Thanh cũng như nhấn vào cái chuông để những clip của Sĩ Thanh lên mọi người để được thông báo nha. Ngày hôm nay thì Thanh sẽ làm một clip nói về layout makeup khi ra ngoài. Mọi người cũng đã biết thì mỗi lần mình thay đổi kiểu tóc, mỗi lần mình thay đổi màu tóc thì sẽ có một layout thích hợp. Tất cả các bạn Thanh nghĩ cũng vậy. Khi mà kiểu tóc màu đen thì Thanh sẽ có những cái layout phù hợp màu đen, và những cái tóc màu thì nó sẽ có những cái layout khác nhau. Thì ngày hôm nay tóc của Thanh đang là màu vàng, vàng nâu tây. Cái tiệm salon Đức Cường nói xanh là đây là màu tóc nâu tây, cho nên là sẵn tiện VR một chút xíu, sẵn tiện có ai muốn nhuộm tóc giống Thanh thì qua salon Đức Cường nha, cách mạng tháng 8, quên mất tiêu địa chỉ rồi. Bây giờ thì mình bắt tay thôi nha, bắt đầu makeup thôi. Trước khi makeup thì Thanh sẽ dùng cái máy này để lotion của, đây là lotion của Estee Lauder để làm sạch bụi bẩn hết trên mặt của mình. Chờ một tí. Trời ơi, đổ hết hơn gần hết cái chai của tôi rồi, chết rồi. Lát mình mở điện nó giật bắn người nha. Clean, chế độ clean này nó sẽ làm sạch bụi bẩn. Mọi người biết không, trước khi mà mình make up mình lên làm sạch cái mặt của mình trước, sau đó mình thoa dưỡng rồi mình hãy đánh kem nền lên. Ở mỗi layout makeup khác nhau, tóc đen hay là tóc vàng á, thì Thanh sẽ chọn những cái contact lens khác nhau. Bây giờ thì Thanh để tóc vàng á, thì Thanh hay chuộng cái loại lens này. Nó thích cái loại tự nhiên hơn là những cái màu xám. Lens Thanh thích cái màu bây giờ là cái màu này. Nó hơi tím tím nâu nâu. Và một loại nữa màu xanh. Màu xanh và màu tím tím nâu nâu sẽ tự nhiên bị xanh sẽ gắn lên cho mọi người xem. Mọi người thấy bên đây là Thanh đã gắn len rồi, bên đây chưa gắn len thì mọi người sẽ thấy được phân biệt sự khác nhau. Ở đây thì nó nhìn nó sẽ chỉ to hơn một chút xíu thôi, nhưng mà nó sẽ nhìn rất là tự nhiên đúng không? Còn nói về foundation, dạo gần đây thì Thanh xài những loại nào rất là hay xài khi mà ra đường cũng như đi quay. Thì đây là hai loại mà Thanh hay xài, một cushion và một foundation. Đây là cushion của Clio. Và một cái foundation là của Bobbi Brown. Loại này là loại kim dầu và siêu mỏng nhẹ và lâu trôi. Hôm nay Thanh sẽ xài loại này. Cỏ con cá đẹp của Sita Beauty để tán nền. Mình sẽ tán nửa mặt cho mọi người xem. Cái loại này thì nó không có che được khuyết điểm nhiều nha mọi người. Đánh nền hay gì mọi người nhớ nha, đánh cho mặt mình nó đi lên như vậy, đừng có kéo mặt mình đi xuống nha. Hàng ngày nó sẽ làm cho mình lão hóa rất là nhanh đó. Tiếp đến là contour. Đánh khối bây giờ thường đang tương đối thì mặt Thanh cũng khá là thon rồi, cho nên Thanh rất là hạn chế đánh khối ở hai bên đây, và Thanh chỉ đánh khối một chút xí ở phía này thôi. Bây giờ người ta ít khi nào mà đánh khối dày như là những năm về trước lắm. Người ta chỉ thích làm khuôn mặt nó kiểu như có độ sáng và độ tối, gọi là đánh ấm cho khuôn mặt thôi. Thì sẽ dùng hai ô này để đánh hai bên đây. Hai loại phấn mà dạo gần đây Thanh rất là hay xài, đó một loại là của Bobbi Brown và một loại là của Ohui. Hai loại này đều rất là ok, một loại dùng cho kèm dầu. Còn những cái ngày mà Thanh đi chơi hay là đi ngắn ngày thoải mái, cần một cái phấn mà làm cho mịn và mỏng và nó siêu mịn luôn á, mà nó căng mượt á, thì Thanh sẽ xài cái loại này. Dạo gần đây makeup của Thanh rất là hạn chế xài cái che khuyết điểm ở dưới vùng mắt đó mọi người. Tại vì Thanh thấy là chủ yếu là mình chịu khó mình làm cho con mắt, con vùng thâm của mình nó không có, đừng có thức khuya nhiều. Khi mà che khuyết điểm ở dưới vùng mắt á, đánh lên nó sẽ bị dày và cười ra nếp nhăn sẽ bị hay bị hằn lên cái nếp nhăn của mình, cho nên là Thanh sẽ lựa chọn những cái foundation nè. Nó có thể che được luôn, hay là cái cushion có thể che được vùng dưới mắt, và sau đó mình phủ một lớp phấn là xong. Khá là mịn và sáng cả mặt.
gì của Innisfree. Sau đó Thanh sẽ dùng cái mascara trong để chải cho lông mi của mình nó tươi lên. Còn nói về những cái bảng mắt màu mà giờ Thanh đi xài có rất nhiều bảng. Mỗi lần đi đâu thì Thanh đánh rất là tùy hứng thôi. Đầu tiên là bảng bóp brow. Thì cái này kiểu đánh nhanh gọn lẹ đơn giản, kiểu màu mè lại lạc hơn một xíu. Thì những cái bảng màu này bảng màu được Thanh xài rất là nhiều luôn, rất là nhiều màu. Bảng màu nữa là bảng màu touch. Cái bảng màu này Thanh rất là hay xài. Bảng màu này thì mất tiêu một ô rồi. Cái bảng màu này thì nó nghiêng về tông cam. Một bảng màu nữa là bảng màu này, cũng nhiều tông màu lắm, dễ sử dụng. Màu cam có nhũ to, có rất xinh nha, rất là đẹp nha. Và cuối cùng đó là cái bảng này. Dạo gần đây cũng hay cũng hay ra xài đó là bảng này. Bảng này thì của Sita Beauty bán 5 phút cảnh cao 9 ô, vừa má hồng vừa má được luôn. Cái bảng này là chủ yếu là má hồng, nhưng mà Thanh thấy Thanh đánh mắt luôn cũng rất là đẹp, tại vì cái màu nó tươi quá. Cho vì là cái bảng má hồng cho nên nó sẽ không có nhũ, nó chỉ có một ô hơi nhũ nhẹ thôi. Đó, màu tím. Tím với lại tóc màu vàng thì Thanh hay đánh cái tông mắt màu, một là màu hồng, hai là màu cam, có hai tông màu đó, ba là tông màu nâu. Thì tóc màu vàng cũng dễ make up lắm mọi người, màu gì cũng được, nhưng mà thường là Thanh sẽ chọn màu cam. Cho nên Thanh sẽ chọn bằng, hôm nay Thanh sẽ chọn bảng Tarte để đánh. Xài ba cái màu này để lợi trước. Đây. Sau đó thì Thanh sẽ dùng cái màu cam đậm này để nhấn ở 2/3 mắt này, cho con mắt này mình có chiều sâu hơn. Và cuối cùng thì Thanh sẽ dùng cái màu nâu PP này nè để đánh cho hết khuôn mắt trên đây. Tiếp đến thì Thanh sẽ dùng cái màu sáng này. Tiếp sau đó Thanh sẽ dùng cây bút chì này để bút sáng và tạo bóng mắt của Sita Beauty. Hai đầu đều bắt sáng hết. Màu đầu này là màu cam, cam cánh cam. Còn màu đầu này là trắng ngà. Sau đó sẽ dùng bảng màu này tạo những cái bóng mắt. Kế tiếp thì mình sẽ vẽ eyeliner. Sau sẽ dùng cây chì của Clio. Cái đầu này nó rất là mỏng, rất là siêu mỏng. Tiếp đến là mình sẽ gắn mi. Thường thì dạo này anh sẽ gắn những cái hộp này. Những cái này thì nó sẽ gắn rất là tự nhiên vậy, tại vì nó là lông mi không có sống á. Loại này thì Thanh sẽ dùng để đi chơi, đi tiệc, đi event, rồi nó sẽ nhấn ở phía đuôi nhìn cho rõ nét và đẹp hơn. Loại này cũng vậy. Tất cả những lông mi này đều có cho Sita Beauty nha mọi người. 2 phút quảng cáo Sita Beauty nha. Thanh thích ở những cái đuôi cho nên là Thanh sẽ dùng cái loại này. Thanh đã cắt ngắn mốt đi một chút xíu để hợp với lại con mắt của mình hơn, tại vì nó khá dài. Gì thế? Mọi người thấy sao? Sau đó thì Thanh sẽ dùng cây eyeliner của Sita Beauty. Đây là cây mà Thanh bán rất là chạy. Cây eyeliner nó sẽ có hai đầu, một đầu đen và một màu nâu, tích hợp hai trong một luôn, rất là tiện dụng. Khi bạn muốn xài eyeliner màu đen thì mình cũng phải xài được, mà khi mà muốn make up lợt thôi, nhưng mà eyeliner màu nâu thì cũng ok luôn.
Kế tiếp thì Hân sẽ dùng mascara này để vuốt lông mi dưới cho nó dài ra. Sao rất là xong con mắt rồi, rất là long lanh và đẹp. Và bây giờ thì mình sẽ đến má hồng. Cái bảng mà Thanh lựa chọn má hồng là con cưng này, bảng má hồng của Sita Beauty. Sẽ xài màu này và màu này trộn lại. Tươi lắm. Bắt sáng cho toàn khuôn mặt á, thì Thanh có rất là nhiều highlighter đẹp. Đầu tiên cái highlighter mà Thanh muốn giới thiệu đó là của Bobbi Brown. Đây là loại mà Thanh rất là hay xài cho cái lip makeup của mình. Thứ hai là của Clio, thì nó cũng sáng tương tự. Cái loại này thì nó sáng hơn. Loại này nữa cũng là của Bobbi Brown. Là cái màu này. Màu này thì cực kỳ nhiều người xài, makeup artist cũng xài, và anh thấy những cái beauty blogger trên thế giới xài rất là nhiều. Còn một bảng nữa, bảng này là cũng rất là đẹp. Bảng này thì mọi người sẽ thấy được nó hơi hồng hồng ánh ánh. Nó vừa có hồng mà vừa có sáng nữa, thì nó sẽ cho mình cái highlight mới hồng hồng ấm ấm cái mặt của mình. Vừa hồng vừa ấm, Thanh sẽ đánh thử cái màu này cho mọi người xem nha. Mọi người thấy nó sẽ lên cái kiểu bây giờ người ta hay đánh ở với cái mũi này, nó hơi kiểu như là ửng đỏ. Bây giờ make up kiểu Trung Quốc á. Xanh sẽ đánh thêm tí má hồng ngay đầu mũi. Rất mọi người. Ôi, hồng quá rồi. Sẽ Thanh sẽ đổi qua bát sáng của cái Clio ở phía trên đây cho nó sáng hơn. Còn đầu mũi thì điểm nhấn cho nó gom lại. Đây bát sáng ở phía trên. Thanh cũng hay xài cái này để Thanh đánh ở phía trên. Thanh rất thích dùng bảng này để đánh cho cái má của mình, tại vì nó hiệu ứng của nó không sáng quá. Khi mà Thanh nếu tại sao Thanh không đánh cái này cho cái hai bầu má mình, tại nó sáng quá, nó làm cho cái má của mình nó nhìn lên hình sẽ nhìn bị mập, nhưng mà cái này thì nó sẽ tự nhiên và trung hòa hơn. Thanh sẽ dùng, bây giờ Thanh đánh môi thì Thanh sẽ dùng là cái này. Đến thì Thanh sẽ dùng cây son này. Đây là cây son của hãng Hermes số 64. Quên hả mọi người, còn thiếu sót cái đồ che hói của tôi rất rất là quan trọng, không thể thiếu được.